Vâng, quý vị thấy độ chớn thế nào ạ? À, độ chớn rất là chớn quý vị nhá. À, và tiếng nổ cũng khá là thanh, mặc dù nó không quá to. Đấy. Đây là độ chớn và tiếng nổ đến từ một cặp bánh rất là giá trị, cặp bánh Campagnano Podawan bản 35, chạy vỏ ruột rời và nó là chạy bi sứ ceramic Ultimate Peeling quý vị nhá. Một cặp bánh rất cao cấp, nó có cả IC3. À, quý vị thấy nó có cả IC3 đấy ạ, rất cao cấp. Vâng, Nguyễn Long xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Ninh. Số điện thoại 0973 126 389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long chuyên bán và giới thiệu những sản phẩm đó là những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp đoát carbon rất cao cấp. Vâng, nó xứng đáng được gọi là một chiếc chiến mã thực thụ quý vị nhá. Đó là chiếc Edwork, cấu model là Tacmac SN5, model 2018 quý vị nhá. Và người chủ mua xe tháng 6 năm 2018. Cái chiếc Edwork Tacmac SN5 này sở hữu cấu hình là full carbon quý vị nhá, khung sườn carbon, cặp yên carbon, dàn đầu carbon và cặp bánh cũng là carbon luôn. Cho nên là nó rất nhẹ. Vâng, nó chỉ có độ 6 kg mấy thôi. Nó cực kỳ nhẹ, cho nên là nó thực sự là một chiến mã thực sự đấy. Và cũng sở hữu bộ group rất là cao cấp. Thì cái thông số đo thì là gióng ngang là 52, gióng đứng là 44 quý vị nhá. Tương đương là các quý vị có chiều cao tầm từ 1m6 đến 1m72, 73 đi được khá là đẹp ạ. Bản thân Nguyễn Long cao 1m66, Nguyễn Long chạy rất là vừa. Đó. Và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần chiếc Edwork Tacmac SN5 này để quay chi tiết hơn cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Vâng, thì như thường lệ Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo cụ thể cái thông số gióng ngang, gióng đứng cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị đấy, gióng ngang là 52 quý vị nhé. Còn dòng đứng thì nó chỉ là 44 thôi. Đó. Vâng, bởi vì là cái khi mà những chiếc xe đua thực sự dòng cao cấp ấy, thì cái dòng khung người ta hay nằm vút xuống một chút để làm sao cái khí động học nó cải thiện rất tốt và mình lên xuống rất là dễ dàng. Đó. Vâng, và như Nguyễn Long đã nói từ đầu video thì đó là một chiếc Tacmac. Vâng, Edwork Tacmac là đời rất cao quý vị nhé. Còn Benson Knight thì nó sẽ thấp hơn. Và nó là phát carbon 11R rồi. Đó, quý vị có thể nhìn thấy. Vâng, Tacmac SN5 sở hữu một cái tông màu thì thực sự là khá là hiếm trên thị trường quý vị nhé. Đó là một cái tông màu vàng chanh, có pha lẫn màu xanh cốm. Đó, quý vị thấy. Và đánh giá tổng thể về độ mới của chiếc Edwork này thì nó còn cực kỳ đẹp. Và cũng phải đến 93-94% trở lên quý vị nhé. Đó, gần như là không có vết xước nào đáng chú ý. Và nước sơn được cũng là sơn bóng. Tacmac bản rất là cao quý nhá, cho nên là chúng ta cũng rất chi là dễ vệ sinh lau chùi xe đạp của mình. Đó. Nguyễn Long đã chạy thử rồi, thật sự là rất chi là phê, rất nhẹ, rất nhanh, rất nhạy quý vị nhá. Vâng, tất cả các chi tiết nó rất là đẹp. Bây giờ thì ra đến SN7, thậm chí là sắp sửa là SN8 rồi, có SN8 rồi. Thế nhưng những chiếc xe cũng như vậy thì nó rất là đắt tiền. Nhưng bản thân của Nguyễn Long thì Nguyễn Long vẫn thích một cái phong cách riêng của cái chiếc SN5 này. Có một cái gì đó nó vẫn có một dấu ấn riêng quý vị nhé. Thiết kế nhìn cũng rất là vẫn giữ được cái vẻ đẹp riêng của nó. Đây có xước một chút nhỏ xíu đây nhé quý vị nhé. Do bị xích cho trượt thôi quý vị nhé. Chứ không có hay gì nữa nào ở đấy quý vị này. Một chút nhỏ rất chi là nhỏ xíu mà nó gầm. Nên là cũng không có gì quá nổ nhiễu cả. Thực sự nó còn rất đẹp đấy ạ. Vì đây chứng chỉ UC của Benson, của Sabe. Đây là phần bên trái của chiếc khung. Người chủ có dán cái phần dây bóng chống xước ở phần bên đuôi càng bên này là bởi vì đây là có chỗ chống xe. Đó. Mình hay dựng kênh chẳng cạnh nên người ta có dán cái chống xước ở phần bên này. Đấy, quý vị thấy vẫn còn phần dây bóng đấy. Đó. Đây là cái lỗ để bắt cọc khóa yên nhé quý vị nhé. Cốt khóa bắt cốt của khóa yên nhé.
nó khá là đặc biệt ạ. Có nhiều xe thì bắt ở sau, có nhiều xe có khóa cốt, nhưng riêng Benz Tacmac L5 thì là bắt cốt ở trong gầm, trong âm, trong khung này. Đây là mặt trên của chiếc khung. Đó, logo chữ S thành tia chớp. À, tất cả những chi tiết dây đi âm quý vị thấy chủ xe rất cẩn thận. Tông màu cũng là màu xanh cốm quý vị nhá. Những cái đầu bịt, nút bịt đầu của dây là để tránh xước, gây xước cho khung sườn. Rồi thì cả những cái miếng răn nữa phải nói là rất cẩn thận quý vị nhá. Họ rất là tỉ mỉ đấy ạ. Phần càng trước chống xước là rất là tốt. Phần đuôi càng đây, phần gầm, những ông sẽ quay phần gầm xe cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy độ mới của nó ạ. Mọi thứ đẹp, rất đẹp quý vị nhá. Đẹp len keng này, gọi đẹp của hàng hảo ạ. Như đấy, tem an ninh Nhật bãi còn nguyên quý vị nhá. Và nó là một đời một chủ thôi. Đấy, như các ông đã gây video, người chủ giới thiệu là người ta mua xe tháng 6 năm 2018 và tem đăng ký của họ là năm 2018 luôn đấy quý vị nhá. Mã số khung, số vạch của nhà sản xuất. Đó, quý vị. Đó mà quý vị nhìn vào gầm chiếc xe. Mọi thứ còn rất mới đúng không ạ? Vâng, không hề có vết xước nào đáng chú ý cả. Tất cả còn rất đẹp quý vị nhá. Đó, đấy. Tem an ninh Nhật bãi, một cái loại tem mà rất nhiều quý vị khách hàng an tâm về mặt tư tưởng đấy ạ. Đó. Chứng chỉ UC ở đây nhá. Nó sẽ có một cái tem made in Taiwan ở gầm đây nữa. Đấy, nhưng mà người chủ người ta bóc đi mất rồi. Đấy là người đó. Cái tem đấy là tem giấy dán đấy quý vị nhá. Đấy. Còn khung sườn thì nguyên yên tâm là người nông đã cam kết là hàng chính hãng rồi, thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Tất cả các ổ bi sứ đều là đã lên bi sứ ceramic quý vị nhá. Đó quý vị thấy. Cho nên nó rất trớn, đạp nó rất chi là nhẹ nhàng quý vị nhá. Vâng, kế đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông của Cọc Yên. Thì chiếc xe đang sở hữu một bộ dàn đầu rất là cao cấp. Đó là một chiếc ghi đông carbon Aero, nhãn hiệu là của Eaton XC70 quý vị nhá. Và Aero đây quý vị nhìn thấy ạ. Bản dẹp, tức là Aero là khí động học đấy ạ. Rất là nhẹ. Cái ghi đông này cũng rất là đắt tiền quý vị nhá. Trị giá tầm khoảng độ ngoài 3 triệu đấy ạ. Một cái bô tăng của Viper Pro. Vâng, một chiếc bô tăng rất đắt tiền. Nên ông thấy là khi mà mua mới nó đâu đó khoảng 2 triệu quý vị nhá. Riêng chỉ cái bô tăng này không thôi. Đấy, quý vị nhìn thấy nó rất đặc sắc. Nó là một cái logo hình chữ V rất to. Đó, và không có lỗ ốc đằng trước. À, quý vị thấy tất cả ốc đều bắt đằng sau lên. Và bốn con ốc này sáu là toàn bộ bằng titan quý vị nhá, sáu con ốc. Cho nên là nó không có sự han gì như là một này, gì sét hai, và hai nữa là cái độ nhẹ của nó rất chi là cao. Vâng, nó nhẹ hơn ốc thép rất nhiều. Đấy, 1 2 3 4 5 cái sáu con ốc này bằng titan quý vị nhá. Bộ tăng Viper Pro. Vâng, mọi thứ rất đẹp đúng không ạ? Chén cổ vẫn còn nguyên zin của Benz Line. Các cái miếng chê này bằng carbon quý vị nhá. Vâng, cọc yên nguyên zin của carbon của Edwork. Đó, quý vị thấy có thể đây là người đang treo cái túi, quý vị không nhìn thấy nhưng có sẽ có chữ Edwork ở đây nhá quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy Edwork. Phắc carbon 10 đỏ quý vị nhá. À 11 đỏ, nó giống với cái này. Đó. Và từ những cái miếng để bắt cọc yên cũng là bằng carbon, là người thấy phun hết carbon quý vị nhá. Và chiếc yên cũng là carbon, phun carbon luôn. Đó quý vị thấy, gọng yên carbon, một chiếc yên Edwork quý vị nhá. Và một cái yên rất đắt tiền đấy ạ. Có phải mua mới tầm độ đâu đó khoảng 4 triệu đấy quý vị nhá. Vâng, chiếc yên Edwork body Gemachi này quý vị thấy. Đấy, một chiếc yên mà thiết kế rất vừa với mông mông của chúng ta. À, bao à, anh quý vị thấy một cái yên cực kỳ nhẹ, nó đâu nặng nó khoảng độ một nặng 7 thưa quý vị nhá, một nặng 690. Đó. Cái trọng lượng của chiếc yên này. Đó. Bên phía bên trái thì có sờn một chút xíu, đây là do người chủ đã bất cẩn trong quá trình dựng xe ở nhà. Chút một chút xíu đây thôi quý vị nhá. Đó. Còn lại là khá là đẹp. Phía bên phải thì không có tí xước nào. Đó. Nó chỉ duy nhất là một tí xước ở phần đây thôi. Vâng, nên như vậy là quý vị thấy đã, khung sườn carbon, ghi đồng carbon, vâng, bô tăng Pro rất đẳng cấp, nhẹ ngang với carbon luôn. Và cọc yên carbon, phun hết carbon quý nhá, và yên cũng là phun carbon hết. Vậy cho nên tổng thể cái xe nó cực kỳ nhẹ. Vâng, và tiếp đến là bộ chuyển động. Thì như Nguyễn Đông đã nói trong video rồi, nó xứng đáng là một chiếc chiến mã. Thì đương nhiên, chiến mã thì sẽ là một cái group rất cao cấp. Đó là bộ group full Shimano Durac 9001 quý vị nhá. Và nó đẹp như mới luôn. Đó, quý vị thấy ạ. Phần tay nạc phía bên phải gần như không có vết xước quý vị nhá. Vâng,
người chủ này người ta chạy quá giữ gìn, và thực sự là cái xe là người ta mang tính chất là sưu tầm là nhiều hơn là so với sử dụng, bởi vì đánh giá tổng thể về toàn bộ về chiếc xe thì nó còn quá mới. Đó quý vị thấy, người ta chạy đâu đó chỉ được có vài nghìn cây thôi quý vị nhá, còn chủ yếu là người ta để trong nhà. Vâng, 4-5 năm rồi, thế nhưng mà cái độ mới của chiếc xe thì nó vẫn y như ngày ban đầu. Đó, em phanh trước đu đắc 9001, ngắm phanh sau mà đu đắc 9001 nữa nhé, cùi níp đu đắc 9001 ạ. Vâng, tai là tai dài, đòn dài quý vị nhá, cho nên là chúng ta có thể nâng cấp các loại níp chúng ta thích, ví dụ như là từ níp 28, 30, 32 hoặc 34 chúng ta có thể lên được, rất chỉ là tiện lợi đúng không ạ. Còn có nhiều cái mà tai ngắn thì chúng ta chỉ nên được tối đa níp 30 thôi, nhưng đây họ đã nâng cấp sẵn từ đầu rồi. Tai cái đè toàn dài này là đòi dài quý vị nhá, đòn tay dài dài, tay đè dài này chúng ta lên được níp 32, 34 được. Cho nên những quý vị mà chạy đèo là rất chi là thích và cần những cái việc đấy đấy. Và quý vị nhìn ạ, nó mới long lanh luôn quý vị nhá. Đó, không có vết xước nào luôn. Níp Durac 9001. Đó quý vị thấy ạ, Durac. Vâng. Và quý vị có thể phần nhìn vào phần răng níp. Đó, nó còn quá vuông đúng không ạ? Thông số là 1128 quý vị nhá. 1128. Sen Durac 9001. Đó, các cái khớp nối này là bằng rãnh rỗng và một cái sen rất cao cấp, đồng bộ với bộ group quý vị nhá. Chiếc sen chỉ giá 1,5 triệu đấy ạ. Và đây là phần giò dĩ ạ, cũng là Durac 9001. Đó quý vị thấy ạ, đẹp leng keng luôn, không có một vết xước nào cả. Đó quý vị có thể thấy ạ, nó còn quá đẹp. Đó, và quý vị có nhìn vào những phần răng nít là quý vị, răng đĩa quý vị thấy đúng không ạ? Và một độ mới còn rất cao, rất chủ chạy không có bao nhiêu cả. Cùi đĩa Durac 9001 quý vị nhá. Vâng, độ co giãn của chiếc sen đây quý vị có thể nhìn thấy. Vâng, quá đẹp đúng không ạ, rất ôm và rất khít quý vị nhá, tuổi thọ sử dụng còn rất lâu dài. Đó, và quý vị có thể nhìn vào phần gầm phía sau của phần giò dĩa ạ, đấy rất là đẹp đúng không ạ. Đó, không có vết xước nào đáng chú ý cả. Đó, quý vị đấy, đầu giò dĩa rất là mới đúng không ạ. Chiếc xe thì đang sở hữu một cặp bê đan cá của Shimano 105 quý vị nhá. Đó, 105. Cái phần xước nhỏ nhỏ này thì là do đế dày thôi, cái đấy thì không tránh khỏi được khi chúng ta giẫm dày lên. Đó, đây là phía giò dĩa bên trái. Đó, quý vị thấy gần như không có vết xước nào cả quý vị nhá, mọi thứ còn rất đẹp. Bê đan Shimano 105, bê đan cá. Vâng, kế đến là cặp bánh thì ngay từ đầu video thì nó cũng đã nói sơ qua rồi, đó là một cặp bánh full carbon và rất nổi tiếng của Ý, đó là Campagnolo Pura One bản 35 quý vị nhá, và nó có AC3 rất là cao cấp đấy ạ. Đương nhiên có rất nhiều quý vị thì thích là bản 50 đấy, nhưng cũng 50 thì có cái hay của 50 và 35 thì cũng có cái hay của 35 quý vị nhá. Chúng ta nếu như chúng ta chạy ở những cái khu núc mà trời gió lớn hoặc là những khu vực ven biển mà rất nhiều gió ấy, thì chạy 35 sẽ hay hơn 50 rất là nhiều. Cái này thì khi quý vị chạy được, khi chúng ta trải nghiệm trực tiếp thì quý vị sẽ cảm nhận rõ ạ. Và Nguyễn Đồng cũng đã cảm nhận rất rõ cái vấn đề này. Chúng ta chạy 35 rất nhẹ và cái độ tạt là giảm hạn chế rất nhiều. Còn 50 thì đương nhiên là trông nó sẽ dày dặn hơn, bản nó to hơn, nhìn thì có vẻ là ngầu hơn. Thế nhưng lợi thế khi chạy trời gió lớn thì chứ không ăn được 35 đâu ạ. Đó. Và nó có AC3 quý vị nhé. Vâng, AC3 là bản là đời rất cao cấp và nó rất đắt tiền. Đó, và chạy bi sứ ceramic hết rồi quý vị nhé. Những cặp bánh này thì đương nhiên là chắc chắn là phải chạy xì được bi sứ ceramic rồi, Ultra Smooth Bearing, đó là loại bi sứ cao cấp nhất của bánh hiện tại. Các căm thì vẫn là nguyên zin, không có hề bị mất bị hỏng căm nào, căm sơn xi còn rất đẹp nữa nhá, bánh gần như mới đến 97-98%, không hề có hiện tượng bị gì xét. Cặp đây bánh trước đây, đùm bánh trước đấy ạ. Ceramic. Đây là cặp liền ở bánh trước. Đó, quý vị thấy AC3. Quý vị có thể nhìn thấy độ mới của nó ạ. Đó. Gần như là không có độ mòn quý vị nhá. Vâng. Một chiếc xe mà người chủ rất đầu tư, rất trau chuốt về hình thức. Bánh cũng không hề có hiện tượng bị xước quý vị nhá. Cái cặp liền này không có một tí nào bị xước luôn. Tất cả hai mặt bốn mặt của hai cặp cổ của cặp bánh trước cả sau. Mình đang kiểm tra rất kỹ rồi.
không có xước, không có bị sứt mẻ gì quý vị nhá. Nó còn rất mới. Anh Nguyễn Long nó nói từ mới đến tầm 97% trở lên thì quý vị cũng có thể thấy được về độ mới của cặp bánh rồi. Và cặp lốp thì là cũng là đều cả trước cả sau đều đồng bộ của Continental. Grand Fit và nó là made in Gemelli quý vị nhá. Đây ạ, made in Gemelli. Một cặp bánh rất cao cấp. Cặp lốp còn rất là đẹp. Continental Grand Fit. Thông số là 725C. Đó. Em biết Gemelli, quý vị ạ. Và nó còn rất mới. Này quý vị thấy đến cái phần râu của lưng nốp là còn chưa cả mọt hết, đúng không ạ? Quý vị thấy còn quá đẹp luôn. Này quý vị thấy chưa cả mọt hết quý vị nhá. Không hề có rút hết cái dạng chân chim quý vị nhá. Và cái nốp này thì gần như còn dùng, gần như là mới cứng rồi. Chúng ta chạy rất là ngon. Đó. Nốp bánh sau. Này quý vị thấy ạ. Đấy. Handmade Gemelli đấy ạ. Đó. Sản xuất tại Đức quý vị nhá. Vâng. Dầu của lốp đây, đó, quý vị thấy không? Còn nguyên gần như là còn chưa có dụng hết, đấy, quý vị thấy ạ. Nên chúng ta còn sử dụng rất tốt quý vị nhé. Vâng, và sau đây là Nguyễn Long sẽ test lại cái tiếng cối nổ và độ chớn cho quý vị xem kỹ lại một chút nữa. Độ chớn của cặp bánh thì không có gì để bàn rồi. Và cái cặp bánh mà trị giá đến 27 triệu này thì chúng ta không có gì phải để đàm phán về độ chớn của cặp bánh và cũng như là độ ngon của cặp bánh rồi. Cặp bánh này trên thị trường đang bán nếu mà kèm cả vỏ ruột xịn như thế này thì nó loanh quanh ở cái mức khoảng độ 27 triệu quý nhá. Và cái độ mới của nó còn rất cao. Nếu như bản 50 thì nó sẽ ở ngoài 30 triệu đấy ạ. Đó. Đấy, ti bật nguyên zin. Campanono quý vị nhá. Cả trước cả sau. Đó, cả trước cả sau. Nó trị giá khoảng 27 triệu bởi vì nó còn full hết cả cặp túi quý vị nhá. Rồi ti bật tất cả kèm theo cả vỏ ruột. Đấy, cái này thì tí nữa Long sẽ giới thiệu tiếp. Đó. Vâng, tiếp đến là cái phần phụ kiện. Thì người chủ xe cũng để lại một vài món phụ kiện nhỏ nhỏ mà người ta có để lại hết cho chúng ta. Cũng rất là đều là rất thiết thực. Và khá là đầy đủ quý vị nhá. Đầu tiên phải nói đến một cái đồng hồ không dây. Hiệu cắt tay Made in Japan quý vị nhá, rất chính xác, hoạt động rất chính xác và rất bền. Đó. Tất cả các chức năng hoạt động rất là đầy đủ. Đó. Không dây quý vị nhá. Và cũng bát cài hết. Đó. Một chiếc gọng bình nước chính hãng của Edward. Đó, vị thấy ạ. Tông màu cũng là tông màu theo xe, màu vàng cốm. Đó, rất chính là hay, vàng chanh ạ. Một chiếc hộp được tun đồ đấy, gọi là tun đồ đấy. Trong đây có rất nhiều các phụ kiện nhỏ, tí nữa Long sẽ mở ra cho quý vị xem. Đó, điều đặc biệt tiếp theo là một cái chân chống carbon. Một cái chân chống carbon. Đó, vị thấy. Gặp quý vị nhá. Nó rất nhẹ và rất tiện. Đó, là cài sẵn ở trên xe. Đó, và quý vị thấy có thể những con ốc cũng đều là của Edward quý vị nhá, ốc Edward, chân chống carbon và những món phụ kiện rất là có ý nghĩa đó. Một cái túi treo đồ phía sau yên, như cái này là Nguyễn Long có tặng kèm thêm để cho quý vị rồi khi bị mua xe. Đấy, chúng ta cũng đừng thêm những cái món vật dụng đồ khác khi chúng ta đạp đi xa, đạp đường trường cũng rất gì là tiện dụng cho quý vị nhá. Đấy, thì trong cái hộp đựng đồ này thì nó có rất nhiều món như sau, Nguyễn Long sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Kể đến đó, đầu tiên là một cái tun topic, rồi thì đầu bơm bình khí CO2 và kèm cả 2-3 miếng vá của Balancer Made in Japan quý vị nhá, để rất gọn gàng trong cái hộp này. Đấy, một chiếc xăm sơ cua, 2 bình khí CO2, một bộ bóc lốp. Đó, tất cả mọi thứ sẽ rất ngăn nắp và đẹp quý vị nhá, rất còn mới, còn rất là mới, chúng ta còn sử dụng rất tốt. Đó, đây là phần bơm này. Đấy, quý vị thấy đây, phần bơm đầu bơm này, đầu bơm CO2 này. Đấy, và miếng vá Balancer của Nhật quý vị nhá. Và quý vị thấy này, made in USA này quý vị ạ. Vâng, rất là xịn sò đúng không ạ. Và đây là cặp túi của cặp bánh, là túi đựng bánh quý vị nhá, chính hãng của Campanono. Vâng, rất tiện cho chúng ta khi di chuyển đi xa, chúng ta có thể tháo bánh ra được vào cặp túi. Đấy, rất là tiện đúng không ạ. Thì đây là những cái đồ phụ kiện mà người chủ người ta đã tặng kèm cho hết cho người mua xe tiếp theo. Và tất cả rất đầy đủ quý vị nhá. Chúng ta sắm xe chúng ta có thể sử dụng ngay được. Vâng, như vậy thì là vừa rồi Nguyễn Long đã hôm nay là Nguyễn Long nói thiện giới thiệu rất cụ thể, rất chi tiết đúng không ạ? Vâng, rất kỹ về cái chiếc Edward này bởi vì nó xứng đáng là một chiếc xe cọp thực sự, một chiến mã thực sự.
Thì là về cái mức giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long, Nguyễn Long đang chào bán cho cái chiếc Suzuki Tacmac SL5 này, sở hữu cấu hình là full carbon, vâng, khung sườn carbon, cọc yên carbon, dàn đầu carbon, cặp bánh full carbon, chạy vỏ ruột rời quý vị nhá. Vâng, bánh chạy vỏ ruột rời chứ không phải bánh tubula đâu ạ. Chạy vỏ ruột rời và chạy được cả lốp không có xăng. Mà nó là của Campagnolo Burawan bản 35 cm. Đó. Và sở hữu một bộ group rất cao cấp, đó là bộ group số full Shimano Durac 9100. Vâng, rất cao cấp ạ. Và điều đặc biệt là độ mới của chiếc xe thì nó còn quá mới. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy rồi. Mới đến 93-95% trở lên. Đó, thì là Nguyễn Long đang chào bán cho cái chiếc Suzuki này là nó ở cái mức là ngoài 90 triệu một chút quý vị nhá. Vâng, ngoài 90 triệu một chút xíu. Quý vị cứ bổ xẻ ra ba vấn đề thì là nó sẽ ra tiền của cái xe này thôi. Ví dụ như bộ group nếu như còn đẹp như thế này nó sẽ ở cái mức giá khoảng xem 30 triệu. Cặp bánh 27 triệu là 57 triệu rồi đúng không ạ? Cái khung thì nó sẽ phải chắc chắn phải ở cái mức tầm khoảng 36 triệu nếu như còn đẹp như này. Đây là Nguyễn Long đang tính rẻ này, 36 triệu là tính rẻ này, còn nếu không nó phải tầm 38 triệu quý vị nhá. Khung sườn và cọc yên đó, thế là bao nhiêu ạ? 30 với cả 27 là 57, 57 với lại 35 và 8, thế là nó đã thành là rơi vào 90 triệu rồi, hơn 90 triệu, 92 triệu rồi quý vị đúng không ạ? Còn lại yên carbon, dàn đầu carbon đó và pedal cộng với lại các cái món phụ kiện kia thì quý vị tính ra nó khi mà mua cả xe có ngoài 90 triệu một chút thì là khá là hợp lý đúng không ạ? Đó. Còn nếu chúng ta mổ xẻ ra ba cái phân khúc ba cái món chính như kia thì nó sẽ phải đến còn tràn nhiều hơn nữa cho quý vị nhá. Đó. À, vâng, và vậy là quý vị cũng đã hiểu sơ qua về cái mức giá như thế rồi đúng không ạ? Đấy, thì là quý vị nào có nhu cầu mua hàng thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại 0973 126 389 ạ. Số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo quý vị nhá. Và Nguyễn Long có để tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Quý khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe thực tế và trải nghiệm trực tiếp tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó là Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với nhân viên giao hàng bên bưu điện. Nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết đến toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc. Vâng, đó là cái chiếc xe Suzuki Tacmac SL5 này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng quý vị. Vâng, Nguyễn Long xin nhắc lại, Nguyễn Long xin cam kết nó là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng. Nếu như quý vị phát hiện ra đó là chiếc xe hàng nhái, hàng giả, hàng copy, vâng, hàng fake, quý vị cứ liên lạc lại cho Nguyễn Long, đóng gói gửi lại cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết hoàn trả cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng quý vị nhé. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua online xe đạp bên cửa hàng của Nguyễn Long là hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Và cái chỗ kia cũng có cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Và mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về đều kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhé. Vâng, đến đây thì Nguyễn Long cũng xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Suzuki này. Vâng, nó là một chiến mã thì Nguyễn Long cũng giới thiệu khá là chi tiết đúng không ạ, hơn 20 phút nào vì thế. Vâng, Nguyễn Long xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo. Vâng, xin chào, hẹn lại các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.